Em chào các bác nhé. Video hôm nay em quay về báo giá một cặp loa Bose. Bose có cái model là 121 của anh ạ. Cặp loa này các bác vừa nghe nhạc, vừa kết hợp trợ lời karaoke cho các bộ dàn nghe nhạc hát hát karaoke rất tốt luôn nhé. Cặp loa này thì nó về trong tình trạng rất đẹp của bác. Đấy, em sẽ quay chi tiết em báo giá cho bác cặp loa này. Thì bác nào có nhu cầu về cái sản phẩm này thì alo em theo số thoại 038 232 8302. Em sẽ quay cho bác cái lưới càng trước nhé để em mở sẵn rồi. Để không mất thời gian của các bác, em mở sẵn rồi cho nó đây, mở sẵn đây. Đấy, lưới rất đẹp rồi nhá. Đấy, các bác nhìn cái lưới này. Lưới rất đẹp nhá, không thủng không rách. Đấy. Nhưng vết này vết bẩn này các bác, vết này vết bẩn thôi, cái này mình giặt đi sạch thôi. Đây em chưa giặt này. Đấy, hàng đầu ra mạng về nhá. Đấy, khung nhựa các bác giặt được. Ok rồi nhá. Sẽ quay chi tiết cho các bác cái tuyến loa. Loa này có cái kích thước là chiều ngang 27 này các bác. Chiều ngang 27, chiều sâu 18 và chiều cao 17 các bác nhá. Đấy, đây lỗ thông hơi của loa này này. Lỗ thông hơi và cái chữ Bose ở cái lỗ thông hơi này luôn. Đấy, cấu hình của loa nó dùng một cái loa toàn giải đường kính 12 cm, 12 cm các bác nhá. Đấy, củ từ kép bọc chống nhiễu, củ loa rất to luôn. Nó toàn giải các bác nhá, loa toàn giải gân 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 này, gân vải này. Gân vải dùng rất là bền luôn nhá. Đấy. Đây mặt trước các bác, mặt trước góc cạnh rất đẹp đây, em sẽ quay chi tiết từng từng chiếc một để các bác xem. Đấy, em quay rất là rõ luôn nhá. Tiếp theo chiếc bên này. Cấu hình loa toàn giải, đường kính 12 cm, gân gân vải. Đấy, cái này nó dáng đề can rất là bóng nhá, bóng soi gương được ấy. Đề can màu hổ phách. Đấy. Tiếp theo là quay đằng sau các bác. Đấy, đằng sau góc cạnh rất đẹp nhá, góc cạnh rất đẹp. Đấy. Đây cọc băn loa này, cọc băn loa màu vàng, mạ vàng nhá, rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy. Còn đây là mấy cái lỗ này, mấy lỗ bắt ốc nhá, mấy lỗ bắt ốc để các bác treo lên tường. Có 4 cái lỗ này, 1, 2, 3, 4 này, 4 cái lỗ là các bác bắt ốc để treo lên tường. Ở bên nước ngoài họ đã bắt hai lỗ này để họ treo lên tường rồi nhá. Đấy. Cái này các bác cậy cái nút đậy ra, đây là con cái nút đậy này các bác cậy ra bác treo thôi. Đấy, đây là hai ốc rồi để là các bác bắt ra treo rồi này. Model là Bose 121, đây là nguyên bụi này, nguyên bụi ở trong chưa vệ sinh này. Đấy. Model Bose 121 các bác. Công suất 60W giờ MS thôi nhá. Giờ MS là công suất tối thiểu 60W, còn công suất mắc chịu tải tối đa của cái dòng này nó khoảng 160W một chiếc các bác nhá. Chở càng 6 ôm. Đấy. Series của chiếc này nó là 210 nhá, 210. Đấy. Tiếp theo qua chiếc bên này. Loa rất đẹp. Series của chiếc bên này nó là 209. 209 nhá, 209 với 210 cái này. 210. Cặp này nó có cái số series liền kề trùng cặp các nhá. Đấy, số series liền kề trùng cặp. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Bóng soi gương được đấy. Đấy. Cái này cái bụi được các bác. Đấy, bụi được, nào sạch. Loa em chưa vệ sinh rất đẹp. Đấy. Duy nhất là chỉ một cái vết xước này thôi này. Đấy, duy nhất chỉ vết xước nhỏ này thôi. Đấy. Không ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy. Còn góc cạnh các thứ rất đẹp, loa zin nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, bên này mặt trên của loa này. Mặt trên của loa rất đẹp nhá. Vuông thành sắc cạnh, lưới không rách, không thủng, không bể lở. Đấy, tuyến loa zin hết luôn nhá. Loa zin hết, bao zin bao xịn 100% nhá. Cặp loa này các bác vừa nghe nhạc vừa kết hợp trợ lời cho các bộ dàn nghe nhạc. Hát karaoke rất là hay. Đấy, thì em xin báo giá cặp loa này, em bán 3,8 triệu đấy nhá. 3,8 triệu cặp Bose 121 này. Đấy, cặp này đẹp xuất sắc luôn đấy nhá. 3,8 triệu này bao ship luôn đấy. Đấy. Rất đẹp đấy nhá. Đấy. Bóng soi gương được đây này. Cái dòng này giá thị trường rất là cao nhá. Giá thị trường một số nơi bán trên 5 triệu, có những thời điểm bán trên 5 triệu cặp này đấy. Trên 5 triệu. Đấy. Cặp này em bán các bác giá có 3,8 triệu thôi. Đấy, bác nào mua về chợ là cao cho lời cao kê thì em sẽ tặng thêm cho các bác một cặp tụ cản nữa. Về các bạn đang đấu vào cho lời sáng các bác nhá. 3,8 triệu. Đấy, cặp loa nhìn rất đẹp luôn các bác. Đấy. Bụi bẩn em chưa vệ sinh. Dòng cao cấp nhá. Dòng này là dòng cao cấp. Giá 3,8 triệu. Đấy, cái dòng này thì nói chung là hàng đẹp hàng xấu chênh nhau triệu bình thường nhá. Có những cặp em bán hơn 2 triệu các bác. Đấy. Hôm nọ em mới bán một cặp có hơn 2 triệu thôi. Cái cặp đấy thì nói chung là loa zin đẹp hết, mỗi là cái tem đằng sau hơi bẩn luôn các bác. Đấy. Hôm nọ em bán một cái cặp cái tem đằng sau hơi bẩn này các bác. Nó hơi bẩn nó hơi nổ rỗ thôi. Thì cặp đấy em bán hơn 2 triệu thôi. Đấy, cặp này thì đẹp xuất sắc rồi. Đấy. Duy nhất là có vết trước chỗ này thôi. Đấy, vết trước rất là nhỏ thôi nhá. Một vết trước thôi. Rất là nhỏ. Thì cặp này em bán 3,8 triệu thôi nhá. Bác nào quan tâm sản phẩm này thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Địa chỉ em ở Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, giao hàng toàn quốc nhá. Em quay rất chi tiết luôn. Đấy, có tình trạng như thế nào em mô tả luôn các bác nhá. Đấy, nó chỉ có một vết xước thôi.
ở mặt trước thôi, tất cả là zin đẹp hết các anh nhé. Đấy, cái này về các bác bắt ốc và cao treo lên tường, ở bên nước ngoài họ treo lên thì nó có sẵn ốc này các bác, nó có sẵn ốc rồi. Đấy. Ok các bác nhá, lưới rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn, không điểm chê các bác nhé.